Thưa quý vị, Đức Giáo hoàng lên đường sang Cuba, Tin từ Havana, Cuba. Ngày hôm nay 19 tháng 9, Đức Giáo hoàng Francis đã rời ý để bay đến Cuba bằng phi cơ riêng. Ngài mang theo một chiếc cặp bằng da được đám đông đưa tiễn tại phi trường Pio Mexico. Chuyến đi của Đức Giáo hoàng kéo dài 9 ngày, trong đó có 4 ngày ở Cuba trước khi bay đến Hoa Kỳ. Đây là chuyến đi thăm hai quốc gia, Cuba và Hoa Kỳ, lần đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francis, sau lần đóng vai trò trung gian hòa giải dẫn đến sự phục hồi ban giao giữa Washington và Havana hồi năm ngoái. Giới chức Vatican nói rằng, chuyến đi thăm Cuba của Đức Giáo Hoàng Francis có thể sẽ kết thúc lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba và kéo dài suốt 53 năm, và mang lại tự do cũng như nhân quyền tại đảo quốc Cộng sản này trong khi đó tòa bạch ốc thì hy vọng rằng chuyến đi thăm thủ đô hoa kỳ washington vào tuần tới sẽ mang lại sự chú ý cần thiết để góp phần ngăn chặn sự biến đổi khí hậu và chấm dứt tình trạng bất bình đẳng trên thế giới